11 năm về trước, đoạn phim phỏng vấn này đã khiến nhiều người xem ám ảnh một thời. Vào một buổi tối cách đây hơn 10 năm, khi ấy, tầm khoảng 11 giờ đêm, một nhóm bạn trẻ đã rủ nhau chụp một vài bức ảnh trước Hồ Gươm để làm kỷ niệm. Nhưng sau khi xem lại những bức ảnh đó, họ đã vô cùng sốc trước một bức ảnh có sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên mang một vẻ mặt rất hung tợn đang nhìn thẳng vào ống kính. Để hiểu rõ hơn về bức ảnh kỳ lạ này, nhóm phóng viên Vietnamnet đã liên hệ một trong những bốn người bạn kia để phỏng vấn, thì họ đã nói như thế này. Đấy có thể là ma, em cũng không biết là như nào, mà cái lúc mà em chụp với lúc ấy khoảng tầm 10 rưỡi tối, lúc 10 giờ đến 10 rưỡi gì đấy, lúc ấy là nó vẫn đang mọi người đang xem diễu binh ở chỗ đoạn đường Hà Khay ấy. Thì lúc mà thì cái đoạn trong đường đối diện quận Kiếm nhìn sang thì em với bốn anh em đi với nhau thì mới nhờ một người ngoài ấy để nghe chụp cho bốn người đấy. Thì lúc ấy không có ai trước mặt em cả. Thế là người ta khi con bé đã chụp hộ nó ba kiểu liền thì lúc sau đưa lại máy cho thì mấy người bắt đầu mới xem lại thì thấy đi, lọt một cái ảnh của cái bà này hiện lên ở trong ảnh rồi em mới thấy lạ, mấy em đi về không đi chơi nữa. Tiếp theo sau khi mà chụp hai ba bức hình nữa thì bách lại xem lại thì lại thấy trong ba bức hình nhờ người ta chụp á, thì ngay bước ở giữa, đúng chỉ duy nhất bước ở giữa thì có mặt của cái bà đấy. Thì mà em cứ nghĩ mãi xem là liệu có phải là bà ấy đi qua chợ ống kính thì sẽ bị như thế không. Nhưng mà theo trí nhớ của em chắc chắn là không có ai đi qua vì khoảng cách người ta chụp cho em rất là gần, chỉ độ 1 mét thôi. Và người đi qua lại người ta cũng có ý thức ấy, người ta không đi qua trước mặt mình cả, trong khi chỉ chụp có 3 bức hình. Cho nên là cũng khẳng định là không có ai đi qua ấy. Thế lúc đấy tự dưng lại hai chị em cảm thấy rất là sợ. Mắt bà này em cảm giác nhưng mà khi nhìn vào thì là họ đang nhìn cái người xem ảnh trừng trừng lên ấy ạ. Hầu hết mọi người xem xong thì cảm thấy rất là sợ hãi và giả luôn máy ảnh ấy ạ. Có người nói với em như nào? Ví dụ như là chia sẻ ra để cho... Thế, có người thì bảo em là lên cho bức ảnh lên mạng. Để ví dụ như có thể đấy là một cái vong nào đấy mà người ta chết một cách oan uổng chẳng hạn, thì người nhà người ta có thể nhận ra và người ta sẽ cúng bái hoặc là như thế nào đấy ạ. Em thấy có người bảo là nếu mà có thể là em thấy về em hỏi bác em người đi lễ lâu năm em có đồng rồi ấy, bảo là có thể là chả liên quan đến cái người quan trọng là người chụp ảnh ấy, bà có quan hệ với người chụp ảnh ấy, bà mới hiện lên cho cái người chưa nhìn thấy, nhưng mà không phải là để bọn em nhìn thấy, nhưng mà vì máy ảnh là máy ảnh của bọn em nên là người ta về là nhìn thấy, còn đúng ra là người ta hiện lên để cho cái người chụp ảnh trong ảnh nhìn thấy. Cái người chụp ảnh các bạn là cô gái hay hai người gái? Em về bạn em có đứa con dọa bảo khi hai đứa con gái cũng là ma nốt. Tuy là chất lượng đoạn phim không được rõ nét, nhưng nó cũng cho người xem đủ thấy được điều ma quái đã xuất hiện trong ảnh. Gần đây trên các trang mạng xã hội liên tục chia sẻ một đoạn phim rất kỳ bí. Đoạn phim đã ghi lại một vật thể mà kênh không biết gọi nó là gì, nhưng kênh đoán rằng nó không phải là một món đồ do con người tạo ra, bởi vật thể đó đã phản ứng lại tất cả các vật chất một cách rất kỳ lạ. Xem nhé.
Sau khi xem qua đoạn phim kỳ bí này, nhiều người tin rằng đây là một vật thể của người ngoài hành tinh. Và vì một lý do nào đó, nó đã bị thất lạc và bây giờ nó đã lọt vào tay của con người. Còn bạn thì sao? Bạn đoán xem nó có thể là gì? Nó đến từ đâu? Và mục đích của ai đó tạo ra thứ này để làm gì? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Cùng nhau bình luận về đoạn phim hay ho này nhé. Đoạn phim đáng sợ sau đây đã được chia sẻ bởi người dùng TikTok có tên là E72TV. Người này cho biết tầm khoảng hơn 10 giờ khuya, chiếc camera được gắn trước nhà anh ta đã bắt được một hình ảnh quái dị như thế này. Rõ ràng, đó là một người đang bước qua đường. Nhưng kỳ lạ thay, từ phần thắt lưng trở xuống, camera không thể quay được. Nói cho dễ hiểu là người đó không hề có đôi chân. Người đó đang bay lơ lửng trên mặt đất theo đúng nghĩa đen. Nhiều người nói rằng rất có thể do camera bị lỗi nên nó mới tạo ra cái hình ảnh quái dị như thế. Nhưng những bình luận đó không được đồng tình, bởi bạn cũng thấy những cảnh vật và những người xung quanh rất rõ nét, vì chỉ có người này là kỳ lạ mà thôi. Có một điều ớn lạnh hơn, không biết bạn có để ý hay không, đó là tất cả những người xung quanh đều có bóng, còn người này thì không. Vậy bạn có thể giải thích được cái hiện tượng kỳ lạ này không? Một người đàn ông có tên là Dino đã tuyên bố hiện tại anh đang sống chung với những sự kiện hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích. Đáng sợ nhất là những sự kiện mà quái đó đang nhắm vào anh. Sau những đoạn phim huyền bí mà Dino đã chia sẻ lên trên TikTok cá nhân, thì nhiều người xem tin rằng bên trong ngôi nhà anh thật sự đang có một thế lực siêu nhiên nào đó đeo bám. Hay nói một cách khác, nhà anh đã bị ma ám. Và cũng chính vì thế mà Dino đã quyết định dọn đi nơi khác. Nhưng trước khi rời đi, anh ta đã quay lại một đoạn phim cuối cùng về ngôi nhà ma quái này. If you want me now, man, take me. I'm leaving. Tired of this shit. Những tiếng âm âm phát ra từ những cánh cửa, nhưng đáng sợ nhất là sự xuất hiện này. Một
Một bóng đèn lướt nhanh qua ngay phía trước đầu cầu thang. Dino nói rằng bấy nhiêu đó đã quá đủ với anh. Một nhà soạn nhạc có tên là Henning đến từ Na Uy đã tuyên bố rằng trong nhiều năm qua ông ta đã có nghe thấy những âm thanh kỳ lạ không thể giải thích phát ra từ căn gác mái của mình. Và theo thời gian, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Một ngày kia, ông ấy lại nghe thấy có những tiếng động đang phát ra từ cánh cửa của căn gác mái. Lập tức ông cầm điện thoại lên để ghi lại cái sự kiện kỳ lạ đó. Hello? Khi đó rõ ràng là cái tay nắm cửa đèn rung lên dữ dội, giống như là đang có ai đó đứng bên trong đèn cố mở cánh cửa đó ra vậy. Thế nhưng khi ông Henning mở toàn cánh cửa ra thì lại không thấy gì cả. Ấn lạnh nhất là ngay sau đó, cánh cửa đã đột ngột tự đóng sầm lại một cách thô bạo. Sau sự kiện đáng sợ đó, ông Henning đã chạy ra khỏi ngôi nhà mà không cần phải suy nghĩ gì thêm. Đoạn phim đáng sợ tiếp theo sau đây được ghi lại bởi một camera giám sát bên trên một đoạn đường ở Thái Lan. Xem nha. Khi đó các phương tiện vẫn còn qua lại trên đường, nhưng bạn có để ý bên kia trên vỉa hè xuất hiện một thứ gì đó trắng đục, khá giống một người trưởng thành đang trùm một tấm chăn trắng toát vậy. Điều kỳ lạ đến rợn người là thứ đó đã bay nhẹ nhẹ trên mặt đất, và dường như tất cả những người đi trên đoạn đường đó không hề nhìn thấy thứ ma quái kia. Bởi rõ ràng khi họ chạy ngang qua nó thì không một ai trong số họ có bất kỳ một phản ứng nào cả. Vậy bạn nói xem, vật trắng kia có thể là gì? Sau nhiều ngày đi làm xa nhà, một người đàn ông Ấn Độ đã gặp một tình huống không ngờ tới khi anh ta trở về. Vì trước đó anh ta đã nghe thấy những âm thanh tiếng động lạ đang phát ra từ bên trong nhà mình, nên anh đã dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc bắt được một tên trộm nào đó. Nhưng khi đó bên trong ngôi nhà không hề có ai, chỉ có thứ này. Không biết có thứ gì bên trong tấm vải màu hồng kia, nhưng thật bất ngờ, bụp một cái thứ bên trong đã biến mất, chỉ còn lại tấm vải nằm trên sàn mà thôi.
Vẫn chưa hết, một đêm muộn, trong khi đang yên giấc, người đàn ông đó đã bị đánh thức bởi một thứ đáng sợ như thế này. Bạn thấy chứ, xuất hiện một cái bóng dài ngoằng đang bay lơ lửng bên trên người đàn ông kia, và dường như nó đang làm một điều gì đó với anh ta. Bởi khi cái bóng biến mất cũng chính là lúc người đàn ông tỉnh giấc. Cô gái trẻ Lina đã tuyên bố ngôi nhà của cô đã bị ám bởi hồn ma của một người phụ nữ lớn tuổi. Trước khi xảy ra những hiện tượng ma quái đó, người em trai Tony của cô đã có chơi thử trò Charlie Charlie. So, Charlie Charlie, are you here? Oh, whoa! Okay, that was weird. Cũng kể từ đó các hiện tượng quái dị bắt đầu xảy ra. Lina không thể giải thích được những hiện tượng quái dị đó. Đáng lo ngại nhất là con mèo Dodo của cô. Dường như nó cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Sự đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là cái khoảnh khắc này. Trong khi cô em họ của Lina qua nhà chơi, và khi đó cô bé có biểu diễn một vài động tác múa đẹp mắt cho Lina xem. Khi đó cô em thì múa, cô chị thì quay. Một ai đó không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy một bộ đồ ngủ trắng toát nổi bật trong bóng tối mà thôi. Người đó đi lên rồi đột ngột đi xuống tầng hầm và biến mất trong bóng tối. Vì quá sợ và bất ngờ trước tình huống đó, Lina đột ngột tắt máy quay. Và cho đến nay, trên trang cá nhân của cô vẫn không có bất kỳ một đoạn phim đáng sợ nào có liên quan đến dáng người bí ẩn đó nữa. Nửa tháng trước, điều tra viên Dennis đã có chia sẻ một cuộc điều tra đầy hấp dẫn lên trang kênh của mình. Được biết, trước đó anh ta đã tìm đến một ngôi nhà của một mụ phù thủy khét tiếng độc ác. Và sau khi mụ ta qua đời, ngôi nhà đã bị bỏ hoang. Nhưng sự ra đi của mụ ta không phải là chấm hết, bởi bên trong ngôi nhà này vẫn còn những hoạt động siêu nhiên xảy ra. Gợi rợn nhất, một người đàn ông đã phải bỏ mạng tại chỗ khi anh ta tò mò đặt chân vào ngôi nhà này. Lý do là anh ta đã bị khúc gỗ to đùng kia rơi trúng vào người. Để không mất thời gian tìm kiếm, Dennis đã thử kết nối hồn ma bằng EGF và trả lời anh ta là những tín hiệu rất lạ như thế này. Если здесь кто-нибудь есть, дайте мне знак.
Почему ты осталась в этом доме? Почему ты осталась в этом доме? Ты занималась черной магией? Ngay sau khi Dennis hỏi hồn ma bạn đang ở đâu, thì где именно ты? Sau khi những hoạt động siêu nhiên xảy ra dồn dập, thì đột nhiên ngôi nhà trở nên yên lặng đến đáng sợ cho đến khi điều kinh dị này xảy ra. Còn hình nhân trên ghế bắt đầu di chuyển, rồi thì một cái tủ nặng trịch tự dưng ngã xuống. Nhưng đáng sợ nhất là cái khoảnh khắc này. Những tiếng khò khè và có cả tiếng của một người phụ nữ đang khóc được nghe thấy. Và ngay sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như thế, Dennis đã linh cảm được chuyện chẳng lành, nên anh đã thu xếp đồ đạc và rời khỏi nơi đáng sợ đó. Bạn có thể xem chi tiết cuộc điều tra hay ho này tại trang kênh YouTube Dark Ghost Paranormal. Hai điều tra viên người Nhật Tomo và Hiro đến từ kênh YouTube Omega Toki Film đã tìm đến một căn hộ của một người đàn ông có tên là Taguchi
Trước đó, hai điều tra viên đã được liên hệ và đề xuất đến đây để tìm hiểu về những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ đã và đang xảy ra trong căn hộ kỳ bí này. Taguchi, người chủ mới của căn hộ đã nói rằng người chủ trước đã tự sát ngay tại cái nơi mà anh ta nằm ngủ mỗi đêm. Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng anh ta vẫn ký hợp đồng để thuê căn hộ này. Bởi Taguchi cho biết anh không tin trên đời này có ma và nhắc là anh không hề sợ những thứ vớ vẩn như ma quỷ gì cả. Nhưng những khi đêm về nằm trong bóng tối, Taguchi mới cảm nhận được sự lạnh lẽo đầy âm khí của ngôi nhà. Anh ấy bắt đầu khó ngủ và trong đêm thanh vắng, anh ta đã nghe thấy có những tiếng bước chân đi qua đi lại trong ngôi nhà. Đáng sợ nhất, Taguchi đã nhìn thấy một gương mặt tái xanh đang cậy sát mặt anh và nó đang nở một nụ cười méo mó với anh trong đêm. Và anh còn nói không hiểu vì sao tay chân của anh khi đó lại cứng đờ, không thể cử động được nữa. Sau khi nghe qua những câu chuyện đáng sợ đó, hai điều tra viên đã xin ý kiến và lắp đặt hai camera quay đêm bên trong căn hộ của Taguchi. Và sau khi ghi hình được một tháng, hai điều tra viên đã kiểm tra lại những cảnh quay đó, thì cả hai đã thật sự bị sốc trước những hình ảnh ma quái này. Khi đó dường như Taguchi đã gặp phải một cơn ác mộng. Kỳ lạ nhất là anh ta có những cử chỉ hành động giống như là anh ấy đang bị ngạt thở vậy. Nhưng điểm đáng sợ nhất là đây, xuất hiện một đôi chân nhợt nhạt đang đứng ở ngưỡng cửa ra vào, giống như là có ai đó đang nhìn đăm đăm vào Taguchi khi anh ấy đang ngủ vậy. Cho đến khi Taguchi ngồi dậy và nhìn về hướng cánh cửa thì đôi chân đó đã biến mất. Kỳ lạ hơn, cùng lúc đó chiếc máy quay thứ hai hướng ra hành lang đột nhiên bị mất nét một cách khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, một gương mặt méo mó mờ mờ xuất hiện ngay trước máy quay. Nếu bạn muốn xem chi tiết hơn về cuốn phim này thì bạn có thể tìm đến kênh YouTube Omega Tokyo Film để xem nhé. Một cô gái có tên là Sarina đã cùng gia đình của mình đi đến một dinh thự rộng lớn có tên là Aston ở Birmingham, nước Anh. Và trong khi đi tham quan nơi này, cô ấy đã vô tình quay được một thứ gì đó rất lạ. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về lịch sử của ngôi dinh thự rộng lớn này nhé. Ngôi dinh thự này được xây dựng vào những năm 1600 bởi một người chủ đất giàu có tên là Thomas. Ban đầu ngôi dinh thự rộng lớn này chỉ có mục đích sử dụng làm nơi ăn ở và sinh hoạt cho gia đình của Thomas. Nhưng không lâu sau đó, nó đã trở thành nơi xảy ra một thảm kịch tàn khốc. Cô con gái của ông Thomas, Mary, đã có yêu một chàng trai đang làm người ở cho gia đình của cô ấy. Và cả hai đã cố gắng bỏ trốn khỏi dinh thự bởi cha cô không đồng ý và cố tình ngăn cấm tình yêu đó. Kết quả là Mary đã bị cha mình giam giữ bên trong một căn phòng chật hẹp ở tầng cao nhất của ngôi dinh thự. Và cô gái Mary tội nghiệp kia đã bị giam giữ ở đó tận 16 năm cho đến khi cô ấy mất vì bị thiếu dinh dưỡng tâm trọng. Người ta nói rằng sau khi mất, linh hồn của Mary không thể siêu thoát và cho đến tận ngày nay, hồn ma của cô ấy vẫn đeo bám lấy ngôi dinh thự rộng lớn này. Sau khi được nghe qua câu chuyện bi thảm của Mary, Sarina và chồng cô đã cùng nhau đi lên tầng cao nhất để xem căn phòng nơi đã giam giữ Mary 16 năm. Khi đó chồng của Sarina đã có gọi tên của Mary, thì điều kỳ lạ đã xảy ra bên trong căn phòng nhỏ kia.
Mary? I mean you no harm. We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Mary? I saw that. Did you see it? Mary? I was Mary? Are you still in there, Mary? You can come out now. My name's Thomas. Hello. Cả hai vợ chồng đã vô cùng sốc trước những gì mà họ đã nhìn thấy. Nhưng có nhiều người xem đã hỏi Sarina rằng tại sao hai vợ chồng cô lại không đi vào căn phòng đó để kiểm tra, để xem bên trong có ai không. Thì sau đó Sarina trả lời rằng căn phòng đó không thể tiếp cận được bởi chiếc cầu thang dẫn lên căn phòng đã không còn đủ an toàn để đi lên nữa. Thậm chí Sarina đã đưa cho đội an ninh của ngôi dinh thự xem đoạn phim kỳ quái này. Và cũng chính những người đó cũng đã trắc sốc trước những gì mà máy quay của Sarina bắt được. Thật sự kênh đánh giá rất cao những đoạn phim được quay nghiệp dư như thế này. Còn bạn tin hay không, đó là quan điểm cá nhân. Bạn có tin người sắp chết, đặc biệt là người lớn tuổi, có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thấy không? Nói cho dễ hiểu là người sắp chết có thể nhìn thấy ma ấy. Nếu bạn chưa từng thấy hoặc là chưa từng biết điều này, thì đoạn phim tự quay sau đây sẽ là một ví dụ, xem nha. What is amazing, Mom? Can you see this little pink girl here? A pink girl? No, I can't see the pink girl. Is she Chinese or Oriental? Chinese. Pardon me? Chinese or... Chinese. Party toiler. Either. They're having a party? What kind of... Is it a birthday party with kids? Who's having the birthday party? I don't know. Cụ bà trong đoạn phim có tên là Thanty, hiện tại cô đang điều trị bệnh nan y. Nhưng kỳ lạ là những ngày gần đây, bà Thanty thường có những lời nói và biểu hiện rất lạ. Bà thường chỉ tay vào cánh cửa và nói có một bé gái mặc váy hồng đang đứng đó nhìn bà mà không nói gì cả. Nhưng trên thực tế thì không có ai hay bất cứ thứ gì ở gần cánh cửa khi đó cả. Điều kỳ lạ là trước đó bà Thanh thì không hề nói những chuyện kỳ lạ đến đáng sợ như thế. Và điều đáng buồn là sau khi đoạn phim này được công bố lên Internet thì cô Thanh thì đã qua đời cách đó vài ngày. Đây là một trường hợp mà tấn công người được ghi nhận trên camera an ninh, xem nha. Được biết đoạn phim kinh dị này đã được một trong những nhân viên an ninh công tác ở đây đã công bố lên Internet vào năm 2015. Và đến năm 2016, đoạn phim này mới tạo ra những làn sóng tranh luận rất dữ dội từ cộng đồng mạng, bởi họ không tin mà có thể tác động trực tiếp đến con người như thế. Nhưng cũng có người tin rằng có thể thứ đen tối kia không phải là ma, nó có thể là một thế lực siêu nhiên nào khác mà con người chưa biết đến.
một cảnh tượng quái dị được ghi lại bên trong nhà thờ. Xem nhé. Bạn đã cảm nhận được hết độ kinh dị của đoạn phim chưa? Một người phụ nữ đang bấu lấy một người phụ nữ khác, và chỉ cần một đôi chân trần mà cô ta có thể bám lên tường và di chuyển như thế. Trong quá khứ, mình đã từng chứng kiến một người đàn ông nhỏ nhắn bị nhập. Khi đó anh ta có một sức mạnh phi thường, anh ấy có thể vùng vẫy hất tung ba người bạn của mình ra vài mét. Nhưng so với trường hợp này, nó chẳng là gì cả. Sau đây là hai sự kiện không thể giải thích đã xảy ra với chó và mèo. Đầu tiên là con chó này. Đoạn phim này được ghi lại một cách vô tình, nhưng cũng nhờ như thế mà một cảnh tượng kỳ lạ hiếm gặp được nhìn thấy. Khi đó rõ ràng là chân sau của con chó đã bị kéo ngược lại về phía sau bởi một thứ vô hình. Tuy là sự kiện xảy ra khá nhanh, nhưng nó cũng cho người xem đủ nhận ra đó là một điều bất thường. Sự kiện kỳ lạ tiếp theo đã xảy ra với một con mèo. Nó còn đáng sợ và khó giải thích hơn nhiều. Xem nhé. Rất rõ ràng, con mèo đã bay từ phải sang trái. Dường như đàn có một thế lực vô hình nào đó đã bế nó lên và đặt nó sang một bên như thế. Đoạn phim đáng sợ này đã thật sự thuyết phục được rất nhiều người xem. Bởi rõ ràng là con mèo thật sự đang bay, nhưng điều gì khiến cho con mèo có thể bay như thế thì không ai biết. Wesla Nagan đến từ Kentucky đã tuyên bố ngôi nhà của anh đã bị ma ám. Anh không biết trong quá khứ đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra bên trong ngôi nhà này hay không, nhưng hiện tại những thứ đáng sợ không thể giải thích cứ xảy ra với gia đình anh ngày một đáng sợ hơn. Một đêm nọ, trong khi vợ anh đi vắng, chỉ có anh và cậu con trai ở nhà, thì những điều sợ ngây ốc lại bắt đầu xảy ra. No. Những tiếng sột soạt kỳ lạ liên tục phát ra từ bên ngoài. Ngay lập tức Wes chạy ra kiểm tra. Thì lúc này cánh cửa đối diện đột ngột tự đóng sầm lại một cách giận dữ. Dường như khi đó con chó của Wes cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Nhưng đáng sợ nhất là cái giọng nói này. Rõ ràng đó là giọng nói của một người phụ nữ. Get out. No. Mặc dù khi đó cậu con trai đang say giấc, nhưng vì quá kinh sợ nên Wes vẫn bới con lên để thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ đó. Và trong lúc trèo ra như thế, giọng nói ma quái kia lại phát ra. Sau khi chui vào được ô tô, Wes lại nhớ đến con chó của anh vẫn còn ở trong nhà. Nhanh chân anh chạy vào để đưa nó ra xe. Daisy, get in the car. Get in the car. Come on.
is that? Oh my god, that's a person. What the fuck? Và sau khi chui được vào xe, camera điện thoại của anh khi đó đã vô tình bắt được một hình dáng của một cô gái mặc áo trắng, tóc rối bù, đang đứng ở nhà bếp. Đây là một đoạn phim nói về ma và quay được ma một cách chân thực nhất. Đoạn phim được quay lại và cung cấp bởi một camera an ninh được lắp đặt tại một nhà kho ở Thái Lan. Xem nhé. Được biết khi đó có hai công nhân đang chờ xe công đến để lên hàng xuất đi. Nhưng trong khi nghịch điện thoại thì bất thình lình một người mặc áo trắng tóc rối bù từ từ hiện ra trước mặt hai thanh niên đó. Lập tức hai cậu thanh niên đã bỏ chạy mất dép. Có người nói rằng ban đầu họ cũng thất kinh hồn vía bởi con ma áo trắng kia. Nhưng ngay sau đó họ đã phát hiện ra một điều làm cho họ bớt sợ hơn. Bạn đoán xem đó là gì? Mình tin chắc rằng ai tin mắt sẽ nhận ra điểm này. Một cô gái trẻ có tên là Lina thường xuyên chia sẻ những đoạn phim ngắn cực kỳ đáng yêu về một con mèo có tên là Lily. Nhưng đáng buồn thay, Lily đã mất cách đây không lâu. Cho đến một ngày nọ, chuyện lạ bắt đầu xảy ra ngay trên giường ngủ của Lina. Kỳ lạ, rõ ràng đã có thứ gì đó hay một con vật nào đó đang di chuyển bên dưới tấm chăn. Nhưng càng kỳ lạ hơn khi Lina kiểm tra bên dưới cũng chẳng thấy gì. Thậm chí cô còn chụp lấy thứ kỳ lạ đó nhưng cũng không bắt được gì cả. Lina cho biết khi còn sống, con mèo Lily rất thích chui vào chăn và cuộn tròn bên trong. Không biết đó là điều trùng hợp hay thật sự bên dưới tấm chăn kia đang có một thứ gì đó bí ẩn mà Lina không thể thấy. Theo như yêu cầu từ những người xem, hôm nay kênh sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một video săn ma hoàn toàn mới của Tim Minnesot. Trước đó, Tim đã tìm đến một tòa nhà rộng lớn đã bị bỏ hoang từ lâu. Được biết bên trong tòa nhà này đang ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí không thể giải thích. Tim nói rằng anh thật sự bị ám ảnh nặng nề sau khi điều tra nơi đáng sợ này. Ngay khi đặt chân vào nơi u ám đó, Tim đã được chào đón như thế này. Tim nói rằng âm thanh đó giống như là tiếng của một đứa bé đang khóc. Vì tin rằng những điều huyền bí đang xảy ra,
nên anh ấy đã có đặt một cái chuông nhỏ ngay giữa lối đi. Mục đích của việc làm này là nếu cái chuông vang lên một tiếng thì đó sẽ là câu trả lời có của linh hồn, còn nếu vang lên hai tiếng thì câu trả lời là không. Khi đó anh ấy có đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng cái chuông vẫn đứng lặng im. Đến khi anh ấy xoay người đi chỗ khác thì có chuyện lạ xảy ra. Vì nghi ngờ gió đã tác động đến cái chuông nên Thiêm đã có đặt một cái máy đo sức gió ngay bên dưới cái chuông. Không lâu sau đó thì cái chuông nó lại... rất rõ ràng 3 tiếng chuông kêu vang. Điều này là vô nghĩa, nhưng Thiêm biết chắc rằng đó không phải là do gió tạo ra. Bởi đơn giản nếu là gió thì cái máy đã báo cho anh biết. Đang hoang mang thì điều này xảy ra. Cái chuông đã biến mất, điều ớn lạnh sống lưng là bây giờ tiếng chuông cứ vang ra ở đâu đó trong tòa nhà. Trong khi đang lần theo tiếng chuông, Thiêm đã phát hiện ra điều này. Sau khi nghe thấy những âm thanh tiếng động bất thường xảy ra ở cái bồn tắm này, Thiêm đã quyết định đặt một camera đo thân nhiệt ở đó, và nó đã bắt được một hình ảnh kỳ lạ như thế này. Giống như là đang có người nằm bên trong cái bồn tắm đó vậy. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quá dị duy nhất mà camera của Thiêm quay được. Trong khi anh ấy đi lên tầng 2 của tòa nhà thì Thiêm đã phát hiện ra một điều mà anh không thể giải thích được. Здесь ничего не капает. Четко видно следы. Khi đó xuất hiện những vệt nước, dấu chân của ai đó còn rất rõ trên sàn. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ trong vòng cái nháy mắt, khi Thiêm lìa máy quay trở lại thì những dấu vết đó đã hoàn toàn biến mất. Sự kiện kỳ lạ này khiến Thiêm tin rằng Hồng Ma đang ở rất gần, nên anh đã đi vào và thử kết nối với linh hồn bằng trò chơi cầu cờ. Thank you.
Sau khi con cớ chạy vào những ô chữ cái và tạo ra dòng chữ chết đuối, Tim đã hỏi là ai dìm chết bạn, thì điều đáng sợ này đã xảy ra. Кто тебя утопил? Sau khi sự kiện đáng sợ đó xảy ra, Tim cũng không nhận được một tiếng chuông hay bất kỳ một câu trả lời nào nữa. Và nhắc là trời cũng đã sáng, nên anh ấy đã thu dọn thiết bị và rời khỏi tòa nhà. Trước khi kết thúc chuyến đi, Tim có nói rằng anh sẽ quay trở lại đây trong tương lai gần. Nên nếu như bạn quan tâm, thì bạn có thể chờ xem phần tiếp theo tại trang kênh YouTube Tim mà nói sót. Một cô gái có tên là Lauren đến từ Waco, Texas đã có quay lại một đoạn phim ngắn về người bạn và con mèo của mình tại căn bếp. Thì đột nhiên, một điều quái dị đã xảy ra đã khiến cho cả hai không thể giải thích. Khi đó một cái chai trên bàn đột nhiên tự ngã ra một cách mà quái. Sự kiện quái dị xảy ra một cách đột ngột đã khiến cho hai cô gái sợ hãi và bỏ chạy ngay lập tức. Và đoạn phim cũng dừng lại ở đó. Nhưng đó chỉ là phần mở đầu của chuỗi những sự kiện quái dị đang xảy ra trong ngôi nhà của Lauren. Một ngày nọ, trong khi Lauren đang chơi đùa cùng con chó Luna của cô, thì đột nhiên tiếng chuông nhà vang lên. Luna, come on. Sự phản ứng của con chó khi đó càng làm cho Lauren sợ hơn. Bởi rõ ràng nó đang tìm một ai đó. Nhưng kỳ lạ thay, rõ là không có ai ở ngoài cả. Cũng ngay tối hôm đó, trong khi dọn dẹp, thì Lauren lại nghe thấy những tiếng động lạ bên ngoài ngôi nhà. Lập tức cô cầm điện thoại lên và đi kiểm tra. Oh my God. Oh my God. Ngay khi Lauren mở cửa và nhìn ra bên ngoài thì có một âm thanh kỳ lạ phát ra nghe rất gần. Âm thanh đó giống như là hơi thở của một người đàn ông vậy. Sau sự kiện ma quái đó, ngôi nhà của Lauren cũng không còn xuất hiện những hiện tượng kỳ quái nào nữa. Một năm sau đó, Lauren quyết định lắp thật nhiều camera an ninh trong nhà để tiện theo dõi những con thú cưng của mình. Thì vào một đêm nọ, một trong những chiếc camera đó đã quay lại được một sự kiện đáng sợ trong khi Lauren đang ngồi xem TV cùng với hai con chó của mình. Xem nhé. Thật sự ghê rợn khi có một thứ gì đó vô hình nắm lấy đuôi tóc của Lauren và giật mạnh về phía sau như thế. Sự kiện quái đản xảy ra quá bất ngờ đã khiến Lauren ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Ban đầu cô nghĩ rằng là con mèo đang đùa giỡn với tóc của cô. Nhưng khi cô đi kiểm tra xung quanh thì rõ ràng không hề có bất cứ con mèo nào ở gần đó cả.
Nhiều người xem tin rằng đang có một thế lực siêu nhiên tồn tại bên trong ngôi nhà của Lauren, và họ đang cố chứng minh với cô ấy rằng chúng tôi vẫn đang tồn tại bên trong ngôi nhà này. Một người dùng Reddit có tên là Astrumner đã từng chia sẻ một đoạn phim rắc ma quái lên nền tảng này. Người này cho biết trước khi xảy ra sự kiện trên, bên trong ngôi nhà của họ thường xuyên có những hoạt động tiếng ồn rất kỳ lạ. Và kỳ lạ nhất là cả hai vợ chồng thường hay gặp ác mộng bị một con quái vật ăn mất đôi chân, rất đáng sợ. Và vì muốn biết trong khi cả hai say giấc, bên trong phòng ngủ của hai người có điều gì bất thường xảy ra hay không, nên họ đã đặt một camera quay xuyên đêm ở đó, thì nó đã bắt được một hình dáng ghê rợn này. Yeah, my head's over here, my feet's right here. And so if you stay for a second, you'll see right here. Okay, whoop. Rewind it. Bring that back. And then see, can it just we whoops right up. Ready? Watch right here, watch right here. Whoa, okay, Jesus, so that's already creepy. Yeah, so there I am. That's right already there. Creepy. I'm right there. I'm but just, we're like, just maybe scared. That's Gavin. Not me. He somehow got up. There I am. No. Ready. There I am. That's supposed to be me, right? We skip a little bit, right? Ready? And then it just goes like, it yeets ready? Back out of existence. There's my head right there. You can see me moving. And as soon as I yeets move, back and you see how as soon down. As I moved? As soon as I move, looks like it's leaning in towards you. Unless that's not Jesus. A blanket. What is that? Is like this? It's skin. Is ready? That even a blanket? Because the blanket's watch. Not moving. That's not a blanket. The blanket's not moving. And then you see me right there. Hai vợ chồng đã rất sốc khi xem đoạn phim ma quái trên, bởi cả hai không thể xác định được đó có thể là gì. Thoạt nhìn, thứ đó rất giống một người đang trùm chăn, nhưng khi nó di chuyển thì mọi phỏng đoán đều trở nên vô nghĩa.